Xin kính chào các quý vị khán giả của fanpage Thời sự VTV. Hôm nay chúng tôi có tổ chức một cuộc phỏng vấn đặc biệt với một vị khách rất là đặc biệt. Ngồi bên cạnh tôi lúc này đó là biên tập viên Vân Anh, người có lẽ đã ghi dấu ấn trong quý vị khán giả với vai trò là người dẫn của bản tin Thời sự 19 giờ. Có lẽ tôi, chị Vân Anh ạ, có lẽ tôi cùng quý vị khán giả khá là bất ngờ khi biết được tin là chị sẽ thôi công tác tại VTV. Có lẽ một câu hỏi mà rất nhiều khán giả muốn biết là điều gì khiến chị thôi làm tại một nơi mà chị đã gắn bó suốt hơn 20 năm qua. Vâng ạ. Xin chào tất cả các quý vị khán giả thân yêu. Có lẽ là chưa bao giờ mà tôi ngồi trong trường quay lại có một cái cảm giác như lúc này. Mặc dù là 20 năm qua thì cũng đã gắn bó với trường quay, gắn bó với ông Kính và với cả khán giả rồi. Một cái quyết định rời khỏi VTV thì với nhiều người có thể là bất ngờ, nhưng với tôi thì nó cũng là một cái ý định cũng đã là cũng từ lâu rồi. Tuy nhiên chính cái môi trường làm việc, chính cái sự tin yêu của tất cả đồng nghiệp và của khán giả đã níu kéo tôi cho đến ngày hôm nay. Nhưng mà đến một lúc tôi cảm thấy rằng là mình cần phải rẽ sang một hướng khác, mở ra một cái hướng mới cho mình, hướng tới tương lai hơn. Tất nhiên là cái quyết định này nó cũng rất là khó khăn, bởi vì không dễ gì mình có thể dứt bỏ một thứ đã quá gắn bó và thân quen với mình trong suốt 20 năm qua. Vậy thì trong hơn 20 năm làm việc tại VTV thì chị cảm thấy là chị được gì và chị mất gì? Tôi thấy là tôi được quá nhiều. Tôi có được được làm việc với tất cả những người giỏi, được làm việc trong một cái môi trường làm việc rất là chuyên nghiệp. Và chính VTV đã tạo cho tôi có được một cái chỗ đứng ngày hôm nay, được đến với khán giả và được khán giả yêu quý như thế này. Thì tôi nghĩ rằng cái điều mà quý giá nhất đối với tôi trong mấy ngày hôm nay, khi mà tôi có cái quyết định xin nghỉ việc và mọi người được biết ý, vì tôi cũng được nhận từ hôm qua hôm nay rất là nhiều cái sự chia sẻ của khán giả qua Facebook, rồi qua cả tin nhắn, rồi điện thoại, thì kể cả các anh chị đồng nghiệp nữa, có những người cũng nói ra và có những người họ cũng lặng, gần như là lặng đi không nói được gì. Nhưng mà tôi nhìn vào mắt họ thì tôi hiểu được một cái điều là cái tình cảm tất cả mọi người dành cho tôi, đấy là cái điều quý giá nhất và có thể nói là vô giá nhất mà mình có được sau 20 năm. Vậy thì rời xa một công việc đã gắn bó hơn 20 năm thì chị sẽ nhớ điều gì nhất về VTV và nhớ điều gì nhất về công việc biên tập viên của mình? Sẽ nhớ nhiều lắm. Chắc chắn là nhớ tất cả mọi người rồi, nhớ tất cả các cái gương mặt thân quen ở đây, nhớ đến cả những cái máy quay, trường quay, đến cả những cái bàn phím. Có lẽ là sẽ không được quên được. Vâng, có lẽ tôi cũng thấy chị xúc động khi được chia sẻ về công việc của mình. Và tôi muốn dành câu hỏi cuối cùng để cho chị chia sẻ với khán giả, những người đã yêu thương chị. Chị hãy nói điều gì, chị muốn nhắn nhủ điều gì nhất tới khán giả, những người đã ủng hộ chị trong suốt hơn 20 năm qua chị công tác và làm việc tại VTV. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi được nói chuyện với khán giả. Và cũng là lần cuối cùng có thể nói bày tỏ được cái tình cảm của mình. Thì trước tiên cũng xin được là cảm ơn Đài truyền hình Việt Nam, cảm ơn lãnh đạo Đài truyền hình Việt Nam, cảm ơn lãnh đạo Ban Thời sự đã luôn tạo điều kiện ủng hộ và giúp đỡ tôi để cho tôi có được ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các anh chị em đồng nghiệp đã luôn sát cánh bên tôi, những người đã luôn lặng lẽ, âm thầm ở sau màn ảnh nhỏ. Nhưng mà thiếu vắng họ thì tôi không thể làm được những cái việc và không bao giờ khán giả có thể biết được đến tôi. Cảm ơn tất cả các anh chị em kỹ thuật, tất cả các anh quay phim, những người đã nắn nót cho tôi từng hình ảnh một trên sóng truyền hình. Và cuối cùng thì xin gửi tới khán giả lòng cảm ơn, sự cảm ơn chân thành nhất, sâu sắc nhất. Bởi vì nhờ có khán giả thì tôi luôn luôn có được cái động lực để làm việc, luôn luôn có động lực để hoàn thiện mình hơn và để truyền tải đến khán giả những cái thông tin mới nhất, cập nhật nhất. Trong suốt 20 năm qua thì có lẽ là cũng có những đôi lúc tôi cũng có những cái sự cố nhất định xảy ra. Tuy nhiên khán giả cũng đã luôn luôn lượng thứ và bao dung và vẫn yêu quý tôi. Điều đấy là một cái phần thưởng vô giá dành cho những người làm truyền hình như tôi. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn.